mình tây là có ba mình nè nâng bắt buộc hăng hai kê mình chốc đo cầm lương a mê cầm liêm rộng banh dùm lập chào là bạn nơi đi tình hình bình bỏ ra mà nè đại a hàng thạc luôn chứ mình tây là cô ba lúc bạn đo cầm lương a mê cầm liêm rộng banh bỏ ra mà nè tiết nông chấm đuốc biện dùm đầy nà môi đại bằng co là đòi mình tây là cô ba lúc nô nâng bắt buộc và sử liệu biện xì vân hói chỉ mà tô đánh hai chân rộng cổ ai chốc tại chân rộng cổ mình hiên chốc và bộ khai rừng sạp đập hiệp hẹt cả ní bằng cách làng cao vì liêm mong đọc môi dục ngay tì bằng bốn khai xây hai cho năm bì bọn đọc bằng bay nơi tam lâu lê bì rồi chất sập bằng bay kháng cài ở đất rôn con kỳ đi rung khăn ông khăn chấm ca môn nôm ở miên ca phía bảo chỉ khlang bì bà chìa bà rốt nơi cần lãnh cả thầy bà rốt đại an thả luôn chì bằng tay nó có bà hỏi đo cầm lương a mê cầm riêng rộng banh chân xì bờ ní tại ban kê tùm lê tha miên chú mô và luôn siêu thể và chia bỏ rốt nữa gần lãnh cát hết kê màn bàn đang thả môn phê chiên đỏ chùm lúc hợp viện xong đây nâng đỏ cầm lưng cầm riêng rộng bánh nốt thì kê chùm lúc miên bánh hà vay nâng nâng tỉ bàn tay bảo dông tam video clip để kê bỏ hoặc là lưu màn đánh sẵn cúng cứ màn tay là có bá rốt nốt khăn nâng chút rộng cổ màn chốc nâng phê để luôn kê hai chùm này ở chút rộng cổ rộng cổ khai có bàn chi mà tô và mọc rộng màn nông nế chân và tương chốc hỏi cả tây mình tây là có ba đồng bạc phu một toàn rộp rưỡi là đo cầm lưng rộp bánh tạm đỏ và tam bộ rót đại tây ban kê đo cầm lưng cùng riêng bánh nút bàn hàng thả nơi môn pel cát hai rù kê đường mật phe bàn chim mật tốn nơi tam plus ngặt môi sập tay crom bộ rót hàng lớn nước hàng luôn thả chim là có ba lúc bàn chim mật tốn đinh bị gàng cào hỏi sai thả chào chào hỏi chỉ tam phụ kê là hôn bộ đó đại tây đọc tây đọc cầm lưng cầm liêm bánh nom ở phần lưng rốt trên kilo nút ba mình to thả còn to bị khơi đôi nút bộ kịp hay hai cái chim mà to rốt một rốt còn lại mà nút miến khnì tràn đời làm bay cà bị khôn tam đỏ và tam video và clip đại và chia bộ đọc thọt ba nút còn to bị bàn và bịa xong đây nâng đọc cầm lưng a mê cầm liêm bánh kê hai bộ đó nút a thả chim mình tây là co ba nâng bạ bộ có bàn chi mà tôi tranh vì gần lãnh cả hết từ mà phần chia bỏ rốt đại bàn khơi sẽ cam một phép đọc play sai là bỏ rốt hàng luôn thà chi là câu ba hàng lớn lúc có bàn nó nia đi con dạng chắc đây cho buộc sẽ cam một phép đi prom tem ông phiêu nêu ở thân hạ đặc nôm còn còn đang là câu ba chiết mê ta sao chứ rộng rừng hết bất hỏi có sự ngâm thà nâng đạo vì nây trả lời bỏ rốt hàng chi mình tay là câu ba sẽ bẹo gì vừa và tam tờ dùng lọt kế lúc và bà tam thò mà đá cứ mình tay là câu ba liên pẹt và sĩ vớ cứ mình tay miên cầm phơi nó luôn đi bàn tay đi đặt cầm phơi tam luôn và thấy mình đang thay chi mình tay là câu ba bứt rồi cái giàn nào đi và chấm như dương đang tam đang mình to tiệt tôi tham bờ sân chi mình tay là câu ba đi sĩ liên pẹt sĩ vớ thấy miên cầm phơi tôi cầm liêm kia nó tiết và mình tay là câu ba đi cô tài và tay mình tay là câu ba tay ta kẹt dụ than và nó câu ba chết chất ta tam mình đây đó bà rõ đây bà tam chú bạp bà mình cố cát lang pro ấy rương đi dương sắp xong lên con bằng tách mớ ta quạt miên cầm riêng ghê giáng mạch bà xong chơi anh chạy hỏi tay hả thay hả thay hả thay hả thay hả thay hả Ừ.
ពលជាមន្ត្រីនគរបាលឬក៏មិនមែនមន្ត្រីនគរបាលនោះបាទរឿងនេះឲ្យលោកដឹងហើយបាទព្រោះរឿងនេះរឿងអីដែលត្រូវមានអំណាចយកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលយកកំភ្លើងទៅសម្លុតគេហើយថាខ្លួនឯងជាមន្ត្រីនគរបាលបាទហើយសួរថាតើមន្ត្រីនគរបាលស្លៀកស៊ីវិលបាទតាមចាប់គេហ្នឹងជាចារកម្មឬក៏អីហើយអ្នកដែលត្រូវគេតាមចាប់នោះតើមានហេតុផលអីដែលត្រូវគេតាមចាប់បាទហើយមន្ត្រីនោះហេតុអីបានត្រូវសម្លុតគេឲ្យឈប់អញ្ចឹងម្នាក់ណាក៏មន្ត្រីនគរបាលណាក៏មានលទ្ធភាពដែរបាទឲ្យតែមានកំភ្លើងដាក់នឹងចកេះហើយបាទសម្លុតអ្នកនោះអោឈប់សិនខ្ញុំសួរសិនឆៃមើលសិនអញ្ចឹងមកហើយគ្រប់ផ្លូវបាទអ្វីដែលកិច្ចការគួរមិនគួរសូមឲ្យមានវិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទព្រោះតួនាទីរបស់អស់លោកម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានច្បាប់បាទសិតតែរៀនសូត្រពីច្បាប់បាទមុននឹងចាប់មុនធ្វើអីមួយនោះគឺមានវាហៅថាតែឲ្យកត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាបណ្ដឹងចាប់ចោលនោះវាត្រូវតែចាប់ហើយព្រោះយើងបានដឹងថាលេខម៉ូតូច្បាស់លាស់ណាជាចោលដែលបានប្លន់ឆក់ពីនេះឡៃនេះមកឡៃនេះអានោះមន្ត្រីនគរបាលតាមចាប់ប៉ុន្តែនេះមន្ត្រីស៊ីវិលបាទតាមចាប់ចម្លែកដែរតែហើយរឿងនេះយ៉ាងណាទៀតយើងកំពុងតាមដានថាសកម្មភាពនោះបាទនឹងផ្ទុះដូចជារឿងមួយដែលកើតឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងបាទ